Mình mến chào cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Đến nó kênh Minh Trang miền Tây nha. Thì hôm nay vừa thời tiết hiện cũng ấy cũng bớt mưa rồi. Thì mấy anh em đang chuẩn bị xây trong đó nha. Đổ hai bên hàng cột rồi. Thì nhà này nhà cấp 4 thôi nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và bạn xem và tham khảo nha. Cây gạch ướt nghiêng 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 ngửa ha. Chảy nữa. Đây là thợ là miền Tây nha cả nhà. Miền Tây là xây không giống người miền Bắc nha. Coi những anh miền Bắc xem thông cảm giùm nha. Đó. Đầu không đầu nón luôn. Đây bên rồi quay dần móng kìa. Mấy món bánh kè. Này đồ chặt gạch luôn trời. Gạch nửa mắt quá anh ơi, chặt gạch này ra làm hai cho đỡ tốn chút. Rồi đâu mắc có 2-3 ngàn đi cái gì mắc vậy? Mắc thằng cục gạch ống. Nó bằng cục gạch ống. Mưa gió và lính lặn hộp ở trên còn hai mạng hai mũi đốt nữa chứ thêm anh này nữa nè mũi đốt thứ ba nè đó hả anh quẹo ướt nhẹp ở trên trời. Em đang quay phim vẹo anh xây tốc độ lên em coi anh vẹo tóc hơi lặt ngang hết gì lặt ngang mấy em này mưa bão này im à bữa nay là trời nay là xây được á ngon lành à thấy gạch nó ướt hả còn nó mất cái điện nữa chưa rồi hôm qua làm chưa rồi có sửa cái hồ của mình chưa có làm con sạch lại chưa mua rồi chút xíu luôn gấp để chạy trực tiếp rồi không cả thao điện đồ để chạy trực tiếp nằm chạy cho nó hì hì biết trong hồ kia chơi hả ông này là ông chủ nhà nè đó. Bên kia ta hát dữ lắm đó chủ nhà ông nhà bên đó đó ông chê cái đó nền nó thấp quá ông mới chuyển qua đây làm 80 mét vuông à chứ không có nhiều đủ ở thôi đủ ở bị là hai máy cái này cái đổ cái đà đầu cửa sổ rồi xong giật cái nén là đổ cái đà cái nén luôn ngăn đứt cái đà đầu cửa sổ á cái đó một cây đà dưới rồi một cây đà đầu cửa sổ nữa rồi lên trên giật cái nén là đổ đà cái nén luôn chứ không có đổ đà dằn hiểu không đổ cái nén luôn
Cái gì? Chỗ không có cửa sổ hả? Chỗ không có cửa sổ thì đổ ngay giữa. Ờ, canh ngay giữa đổ lên trên, đổ đà ngang trên sống. À, như anh sao nè? Đây có, là bốn khoảng này có cửa sổ hết phải không? Rồi. Bây giờ cái này gắn ngay giữa hết phải không? Chiên ngay giữa hết phải không? Bây giờ đồng ý rồi, nhưng mà bây giờ tao muốn hỏi mày là bây giờ là lên chuẩn bị rau dừa nào? Cái nào? Cửa sổ. Cửa sổ thì chân mình nó thường thường thì nó là 1 mét đó. 1 mét đi ha. Ờ, 1 mét mà này xây lên 8 tấc rưỡi là đổ cái đà nè. Đổ cái đà trên cửa sổ. Rồi gắn cửa sổ lên rồi xong xây lên tới đầu cửa sổ đổ cái đà cái nữa. Mình mình xây được bao nhiêu ra ngang chú anh chị các bạn. Thì đó mình xây quay một khúc này mình nói tiếp nha. Đó. Anh thợ mũi đốt thường thường mình quay hoài đó. Mũi đốt là mũi đốt màu nâu. Đây anh mũi đốt màu xanh. Trên kia cũng màu xanh luôn nha. Anh với anh mũi đốt không à. À, thì xây lên tới chân cửa sổ rồi mình đổ cây đà nha của chú anh chị các bạn. Thì này làm theo yêu cầu của chủ nhà nha. Đuổi ha. Đó, đó, cái này là vua mối đốt nè, vua mối đốt đi đó nha. Đâu được. Nó chưa dính cây à, chưa dính cây cầu trên. Hai bội mình bắt một cái một luôn. Bắt cái dây chết lên đây trước đi. Đến đây trước đi, đừng xây xây đây tao gọi xây lát nó xây này xong rồi quay tiếp luôn. Ừ. Chưa đâu, có mới con cây gầu dưới à. Sẽ nhớ kè chắc mấy nách đi kỹ ngang anh mũ đốt. Này tận dụng là mấy cái cửa sổ cũ nha. Nhà này mình làm lại cửa cũ hết chứ không có xài cửa mới. Đó. Sớm về nhậu không tư? Ừ, nhậu à. Không có, sớm về ông đi nhậu hay gì? Không có, tao đi sửa đèn với kia mà. Sửa đèn gì? Sửa cái đèn pin. Trời ơi. Ê, chiếc thể mày. Quá trời, chiếc lửa rồi.